khi con mình không là thần đồng. Đa số mọi người đều mong muốn có những đứa con thần đồng. Tôi không ở trường hợp có những đứa con thần đồng. Bé lớn nhà tôi, Tuấn Anh, hơn 2 tuổi mới biết nói, đã thế lại còn nói ngọng nữa chứ. Xăm soi chi tiết VinFast VF7, crossover hàng C do người Hàn chắp bút, dễ thành hàng hot khi về Việt Nam. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2022, VinFast đã chính thức giới thiệu bộ 3 xe điện hoàn toàn mới của mình mang tên VinFast VF5, VinFast VF6 và VinFast VF7. Trong đó, mẫu VF7 là mẫu xe thuộc phân khúc crossover hạng C tương đương với VF E34. Trước đây, chiếc xe này vốn có tên gọi cũ là VinFast VF E34P. Thông qua quan sát đánh giá về bề ngoài thì hoàn toàn có thể thấy VinFast VF7 sở hữu ngoại hình hoàn toàn khác biệt so với VinFast VF E34 tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe được thiết kế bởi Che Hun Lee, gốc Hàn Quốc. Anh này được biết tới với vị trí thiết kế ngoại thất cao cấp cho GM General Motors làm việc ở chi nhánh Úc. Và thông qua những hình ảnh thì cũng có thể thấy rằng phần đầu của chiếc xe vẫn sở hữu giải đèn LED hình chữ V đặc trưng của VinFast, sẽ đóng vai trò là đèn ban ngày. Cụm đèn pha LED có dàn projector được đặt thấp ở bên dưới cản trước, giống với các mẫu xe đã được giới thiệu trước đây. Và vì đây là mẫu xe điện, thế nên VinFast VF7 sẽ không có phần lưới tản nhiệt ở phía trước. Sang tới phần hông, chiếc xe được thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn nhằm tối ưu khí động học. Ở bên dưới khu vực cột A thì đó sẽ là nơi đặt cổng sạc điện cho xe. Chiếc VinFast VF7 xuất hiện tại CES 2022 thực chất mới chỉ là một mẫu concept, thế nên bộ vành vẫn có kích thước khá lớn lên tới 21 inch. Lốp đi kèm là Pirelli P0 kích thước 265/40. Phần nóc xe được thiết kế vuốt dần về phía đuôi xe, giống với nhiều mẫu SUV Lycope hiện nay. Ở phần đuôi xe tiếp tục là giải đèn LED hình chữ V hết sức quen thuộc. Điều đáng chú ý ở đây, giải đèn LED nhiều khả năng là đèn lùi được tích hợp ở sát hai bên viền xe. Nếu như chỉ nhìn lướt qua thôi thì sẽ dễ nhầm đây là một khe gió. Ở chính giữa khu vực đặt biển số được sơn đen tạo sự tương phản. Hiện tại VinFast vẫn chưa công bố rõ ràng về thông số kỹ thuật, về động cơ, giá cả cũng như thời điểm mẫu xe này sẽ được bán ra thị trường. Hoàng Dũng, pháp luật và bạn đọc Auto Pro, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.